Nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này không sanh lòng tin hiểu nên liền bỏ đi. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này ở chỗ Đức Phật quá khứ đã từng nghe thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không sanh cung kính. Vì không cung kính nên không thường lắng nghe. Vì không thường lắng nghe nên không thể gần gũi được. Vì không thể gần gũi nên không thể thỉnh hỏi. Vì không thỉnh hỏi nên không thể tin hiểu. Vì không thể tin hiểu nên bỏ chúng mà đi. Do nhân duyên này làm cho nghiệp thiếu chánh pháp càng tăng trưởng. Do sức mạnh của thói quen từ đời trước, nay nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này lại bỏ đi nữa, không sanh cung kính nên không thể lãnh thọ. Vì không tin nhận nên hoặc thân hoặc tâm đều chẳng hòa hợp. Vì chẳng hòa hợp nên không thể hiểu rõ nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể tin nhận được, chẳng lắng nghe được, chẳng hiểu rõ được, chẳng quan sát được, nên làm cho nghiệp thiếu chánh pháp càng tăng trưởng. Do nghiệp này nên nghiệp tội về ác tuệ tăng trưởng. Bởi nghiệp này nên khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa liền nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ. Thiện hiện nên biết, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này, nhàm chán hủy báng vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết tức là nhàm chán hủy báng vứt bỏ trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời. Do nhân duyên này làm cho ác nghiệp tăng trưởng rất nặng. Do nghiệp này nên đọa vào địa ngục lớn, trải qua thời gian lâu dài chịu nhiều khổ cực, nghĩa là vì ác nghiệp và thói hư từ đời trước nặng nề, nên căn lành của sự giác ngộ yếu ớt, phước đức cạn mỏng, nên tổn mình hại người. Đối với Phật Pháp Tăng, tuy có được phần tin ưa nhưng vì ngu si nên không thể phân biệt chỗ cạn sâu của chánh pháp. Đối với Đại Thừa tự nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ, cũng khiến cho các hữu tình mới học chánh pháp nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ đối với Đại Thừa, còn bảo, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng phải thật lời Phật, không nên tu học. Họ đã làm cho người khác hủy báng Bát Nhã, tự thân họ đối với Bát Nhã càng hủy báng hơn. Họ đã hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thì đối với trí nhất thiết cũng hủy báng sâu nặng. Do năng lực hủy báng trí nhất thiết một cách sâu nặng, nên đối với Phật Pháp Tăng cũng hủy báng sâu nặng. Do tạo ra nghiệp ác quá nặng này, nên nhân duyên các ác nghiệp tăng trưởng đọa vào địa ngục lớn lãnh chịu khổ cực dữ dội, hàng trăm ngàn năm chẳng được giải thoát. Do tội nặng ấy nên trong thế giới này họ bị đọa từ địa ngục lớn đến địa ngục lớn khác. Cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, đã lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Nếu khi thế giới này, một khi kiếp thủy, hỏa, phong vừa khởi lên, do ác nghiệp nặng nề của họ vẫn chưa hết nên sau khi qua đời, thọ sanh ở thế giới khác vẫn đọa vào địa ngục lớn giống như trước để chịu khổ cực nặng nề suốt trăm ngàn năm. Vì người kia tội nặng nên ở thế giới phương khác vẫn ở hết địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, cho đến khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xuất hiện vẫn lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Nếu ở thế giới phương khác, ba kiếp thủy hỏa phong tùy lúc khởi lên, vì ác nghiệp nặng nề của họ chưa hết được, nên sau khi qua đời thọ sanh ở thế giới phương khác cũng đọa vào địa ngục lớn như trước, chịu khổ cực nặng nề suốt trăm ngàn năm. Vì tội nặng nên dù ở thế giới khác họ vẫn đọa hết địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, cho đến lúc ba kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xuất hiện đã lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Cứ như vậy chuyển đi mãi, lần lượt khắp các địa ngục lớn trong mười phương, chịu các thứ khổ cực nặng nề. Nếu các thế giới khắp mười phương khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong khởi lên, vì nghiệp ác nặng nề của họ vẫn chưa hết, nên sau khi qua đời lại sanh vào địa ngục lớn của thế giới kham nhẫn này, từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, đã lãnh chịu khổ cực nặng nề. Nếu trong thế giới này ba kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong tùy lúc khởi lên, vì nghiệp ác của họ sâu nặng chưa dứt nên sau khi qua đời sanh lại các thế giới phương khác, trải qua khắp các địa ngục lớn chịu khổ cực nặng nề, cứ luân hồi như vậy vô số kiếp, cho đến khi năng lực của nghiệp tội hủy báng chánh pháp yếu dần đi, vừa được ra khỏi địa ngục lại đọa làm loài bảng sanh, xoay chuyển như trước, hết cõi này đến phương khác, nhiều kiếp luân hồi chịu các thứ khổ, thì năng lực của nghiệp tội hủy báng chánh pháp yếu dần, họ mới thoát khỏi loài bàng sanh, nhưng lại đọa vào loài quỷ,
Hết cõi này đến phương khác xoay chuyển luân hồi trải qua vô số kiếp, chịu đủ mọi thống khổ. Cuối cùng khi thế lực của nghiệp hủy báng chánh pháp sắp hết, họ mới ra khỏi quỷ giới, được sanh vào cõi người. Tuy được làm người nhưng ở nơi hạ tiện, mù điếc câm ngọng, nhiều bệnh tật, nghèo cùng xấu xí, ngu si, bị mọi người khinh chê. Dù sanh đến chỗ nào cũng khổ nhiều vui ít, không được nghe đến danh hiệu Phật Pháp Tăng. Vì sao? Vì các ác nghiệp phỉ báng tàm bảo, nên họ phải chuốc lấy đầy đủ các loại quả khổ như vậy. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tội hủy báng chánh pháp và nghiệp vô gián, hai hành động ác này giống nhau không? Phật dạy Xá Lợi Tử: Chớ bảo rằng tội này giống với nghiệp vô gián. Vì sao? Năm nghiệp vô gián tuy đưa đến quả khổ nặng nề nhưng không thể sánh với tội hủy báng chánh pháp, nghĩa là tội kia khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hủy báng chống nghịch, nói Bát Nhã Ba La Mật Đa này chẳng phải thật lời Phật nói, không nên tu học, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, chẳng phải lời đại sư dạy, do nhân duyên này nên tội kia rất nặng. Này Xá Lợi Tử, người hủy báng chánh pháp này tự hủy báng chánh pháp, cũng dạy người hủy báng, tự hoại thân mình cũng khiến người khác bị hoại, tự uống thuốc độc cũng khiến người khác uống theo, tự mất quả vui được sanh thiên và quả giải thoát cũng làm cho người khác mất luôn, tự đưa mình vào địa ngục lửa cũng làm cho người khác bị như vậy, bản thân chẳng tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, còn dạy người khác khiến họ chẳng tin hiểu, u mê điên đảo tự chìm trong biển khổ cũng lôi người khác chìm theo. Này Xá Lợi Tử, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta còn chẳng muốn để cho kẻ phỉ báng chánh pháp nghe đến danh tự, huống hồ giảng nói cho họ. Này Xá Lợi Tử, kẻ phỉ báng chánh pháp kia, ta còn không cho các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa nghe đến tên, huống là mắt thấy, sao lại cho ở chung được. Này Xá Lợi Tử, đối với kẻ phỉ báng chánh pháp kia, ta còn chẳng cho mặc áo cà sa, huống hồ nhận sự cúng dường. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, có những kẻ hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những kẻ ấy là kẻ phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như ốc sên dơ bẩn, dơ mình bẩn người như đống phân thối. Những kẻ nào tin dùng lời của kẻ phá hoại pháp cũng chuốc lấy khổ lớn như trước đã nói. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Như Lai chẳng nói về hình dạng thân thể lớn nhỏ mà kẻ hủy báng chánh pháp phải lãnh chịu khi đọa vào ác thú? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, thôi, không nên nói về hình dạng thân thể lớn nhỏ mà kẻ hủy báng chánh pháp phải lãnh chịu vào đời sau. Vì sao? Vì nếu ta nói đầy đủ cảnh giới ấy thì kẻ kia nghe được rất kinh sợ, phải thổ huyết cho đến mất mạng hoặc đau khổ gần chết, tâm quá buồn lo như chúng tên độc, thân khô héo dần như mạ đứt gốc. Vì sợ kẻ kia nghe nói về kẻ hủy báng chánh pháp phải thọ thân quá xấu xí khổ sở như vậy, luôn tự kinh hoàng, tan thân mất mạng, ta thương xót kẻ kia nên không thể vì ông mà nói. Khi đó Xá Lợi Tử thỉnh lần thứ hai, lần thứ ba, xin Như Lai nói về hình thể kia để làm sự răn dạy sáng suốt cho đời sau biết được tội hủy báng chánh pháp, thân chịu khổ cực nặng nề mà không gây ra tội này nữa. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Trước ta đã nói về tội của kẻ hủy báng chánh pháp, lãnh chịu cảnh giới khổ sở, đủ làm sự răn dạy sáng suốt cho đồng loại ở đời sau, các thiện nam tử vân vân. Nghe ta nói về quả báo tội hủy báng chánh pháp như trước, thả bỏ thân mạng quyết chẳng hủy báng chánh pháp, đừng để tự thân phải chịu khổ cực ở đời sau. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có các thiện nam tử vân vân thông minh, khi nghe Đức Phật nói người hủy báng chánh pháp đời sau phải chịu khổ lớn lâu dài, nên khéo giữ gìn nghiệp thân khẩu ý. Vì sao? Đừng để tự thân phải vì các nghiệp ác ấy mà phải làm người trong cảnh giới ác chịu khổ lâu dài. Bạch Thế Tôn, sự tạo tác làm cho nghiệp hủy hoại chánh pháp tăng trưởng, há chẳng phải do các nghiệp ác huân tập từ đời trước ư? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy. Trong chánh pháp tỷ nại gia của ta sẽ có những xuất gia ngu si, tuy họ gọi ta là bậc đại sư nhưng lại hủy báng chống nghịch Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện Hiện nên biết, nếu hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì đó là hủy báng Vô Thượng Bồ Đề. Nếu hủy báng Vô Thượng Bồ Đề thì đó là hủy báng Trí Nhất Thiết Trí. Nếu có hủy báng Trí Nhất Thiết Trí thì đó là hủy báng Phật Pháp Tăng Bảo. Nếu có hủy báng Phật Pháp Tăng Bảo thì nhận lấy vô biên tội nghiệp,
Nếu đã nhận lấy vô biên nghiệp tội, liền trước lấy vô biên khổ báo. Cổ thọ thiện hiện, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ngu si kia do bao nhiêu nguyên nhân mà hủy bán bát nhã ba la mật đa sâu xa này? Phật dạy: Này thiện hiện, do bốn nguyên nhân. Những gì là bốn? Một là bị các tà ma lừa gạt, hai là chẳng tin hiểu pháp thâm sâu, ba là chẳng siêng năng tinh tấn, say đắm năm uẩn nên bị các ác tri thức khống chế, bốn là ôm nhiều sân giận, ưa làm việc ác, thích đề cao mình, khinh chê người khác. Người ngu si do đầy đủ bốn nguyên nhân này nên hủy báng bát nhã ba la mật đa, do đây nên đời sau phải chịu cực khổ nặng nề. Hết quyển thứ 544.